Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình hợp tác kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh duyên hải Trung Bộ gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2024-2025 đã diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tin do nhóm phóng viên HTV gửi về. Trước thềm hội nghị, các đại biểu dành thời gian tham quan khu trưng bày của các tỉnh thành. Lãnh đạo các tỉnh vùng duyên hải Trung Bộ giới thiệu đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh các sản phẩm đặc trưng, dự án, thành tựu nổi bật của địa phương. Qua một năm triển khai thực hiện, thỏa thuận hợp tác giữa các bên mang lại thành quả ở đa dạng lĩnh vực, đi vào chiều sâu, thực chất, không chỉ hỗ trợ kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư và thương mại, mà còn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất. Thành phố xác định các cái trọng tâm cùng với duyên hải Trung Bộ, đó là hợp tác để phát triển du lịch. Nội dung thứ hai là chúng tôi liên kết để hình thành các cái vùng sản xuất nguyên liệu và lưu thông hàng hóa. Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có thể xem đây là cái vùng có thể triển khai các cái hoạt động sản xuất của mình, cũng như là cái tiếp cận về đất đai nó với cái chi phí hợp lý hơn. Là một doanh nghiệp phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1.700 cửa hàng từ Nha Trang đổ vào Cà Mau, thì lợi thế của Bách Hóa Xanh là có thể là kết nối với các vùng trồng nguyên liệu ở địa phương, ở miền Trung, tạo một cái sự phát triển về mặt hàng nông sản cũng như nhu yếu phẩm tại địa phương. Thưa quý vị, ngoài những chương trình hợp tác kết nối cung cầu, hợp tác về du lịch, thì một bài toán lớn đặt ra cho thành phố Hồ Chí Minh là làm sao để có thể tận dụng được những cơ chế chính sách đặc thù có được từ Nghị quyết 98, từ đó áp dụng để khai thác tiềm năng có sẵn của 6 tỉnh miền duyên hải Trung Bộ, phục vụ mục đích phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ nhất tập trung làm sao tạo cái môi trường để cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có thể liên kết và đầu tư phát triển ở các địa phương. Một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi công nghiệp, chuyển đổi là đi công nghệ cao, chuyển đổi xanh mà thành phố tận dụng 98 đã hỗ trợ. Như vậy thì nó tạo một cái lợi ích cho doanh nghiệp, nó nối kết với nhau mà chính cái lợi thế của 98 tạo ra. Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa của việc hợp tác cấp tỉnh thành. Sau một năm triển khai, các ý tưởng, kế hoạch đã từng bước được cụ thể hóa, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Ông bày tỏ mong muốn trong năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác với các địa phương, từ đó tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu và đặc trưng riêng cho mối quan hệ song phương giữa các tỉnh thành. Qua hội nghị, các tỉnh thành cam kết tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp, đồng thời tăng cường thúc đẩy liên kết vùng, cùng chung tay giải quyết những bài toán chung của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng duyên hải Trung Bộ. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tổ chức thường xuyên các hội nghị trao đổi hợp tác nhằm tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa các địa phương.